Bằng chứng hết chối cãi của một số con nhang đi theo ông thích nồi cơm, phát tiền và để mà lôi kéo những thành phần để mà sử dụng tôn giáo, để mà dùng những chiêu bài chính trị cũng như là chống phá nhà nước, lôi kéo là nhiều nhóm kích động ra đường, cũng như đặc biệt là được sự gọi là tuyên truyền và cũng như là bê cờ từ vờ tân nha cô chú anh chị. Thì đó là như thế nào, thì mời mọi người trước khi nghe những cái hành động và cũng những cái bọn này nó lợi dụng như thế nào, và một khô số con nhang và những cái người mà để mà tạo ra được cho ông nồi cơm này có ngày hôm nay, thì mọi người sẽ thấy như thế nào, rõ ra sao khi bà Nguyễn Phương Hằng lên lên gọi tên và quốc không chừa khoát nào. Và lý do là sao mà bà Hằng quá trời nhiều người tấn công, thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn chứng cho quý cô bác ông bà xem, có thể xem và cũng như giải u mê, tiếp tục cái giải u mê của chú anh chị. Thì bây giờ mời quý vị lắng nghe, đây là một cái đài an ninh TV cũng đã lên tiếng và dẫn chứng cho cô chú anh chị để có thể sáng mắt ra những thành phần nào đang ủng hộ và ngày hàng giờ và vì sao bà Hằng bị chửi, đúng không? Mình sẽ dẫn chứng cho cô chú anh chị, mời anh chị đón xem nhé. Sử dụng vấn đề tôn giáo như một chiêu bài chính trị để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để lôi kéo tín đồ, giáo dân nhằm tập hợp lực lượng, kích động nhân dân gây rối, làm mất ổn định an ninh chính trị. Mục đích cuối cùng là thay đổi thể chế chính trị, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ lợi dụng đức tin của tín đồ để xuyên tạc, lừa phỉnh, chấp lấy các vụ việc nhạy cảm, phức tạp để thổi phồng, bóp méo bản chất, chúng còn thường xuyên biên soạn các bản báo cáo, thỉnh nguyện thư gửi tới các tổ chức tôn giáo, nhân quyền quốc tế nhờ can thiệp với nội dung vu cáo, bịa đặt trắng trợn Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng. Sự xuyên tạc chính sách tôn giáo tín ngưỡng để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam được các thế lực thù địch thực hiện như thế nào? Âm mưu của chúng đằng sau đó là gì? Đây sẽ là nội dung chính mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn. Và mọi người thấy những hình ảnh này, rồi sau khi đó mọi người ủng hộ và chống phá, thì mọi người suy nghĩ ra sao về những hình ảnh đó? Và được giờ tân nó đăng và nó BG lên, nó tuyên, nó lấy những hình ảnh ông Minh Tuệ, và mọi người thấy không, đến ngày hôm nay nó chửi, nó chống phá và mục đích lôi kéo rất là nhiều người, và nhiều người đang bị cuốn vào cái vấn đề của trong nhóm vờ tân để ủng hộ, để chống đối lại nhà nước. Mọi người rõ ràng đến ngày hôm nay không, nó tuyên truyền lên để cho người dân chúng ta có thể thấy là ông này là một vị thánh gì đó bị đàn áp này kia, thì mọi người thấy không, quên đi công lao của đất nước hết anh chị nha. Đó, rồi sau đây cho mọi người thấy nè, một thầy hạnh hạnh đầu bò chứ không phải hạnh đầu đà nữa anh chị, thấy không? Đó, giờ là tiếp một cái ông ở từ mẻo về đó, từ mẻo về, và đặc biệt là ngồi thường thường đó bạn, ông nồi cơm điện, ông hay nói cái câu nha, ông thường hay nói rằng là chỉ ngủ gốc cây và nghĩa địa và cũng như là đi chân đất, nhưng khi vào công ty thì ông lại ngồi trên một cái bộ ghế giá trị hàng trăm triệu, và ai có muốn gặp ông thì phải là mất 70 triệu, và hạnh của ông đi lang thang là hạnh đầu đà hay sao, hay là chỉ mị dân. Thì ngồi trên một cái ghế sofa là ghế cây cây này thì hàng trăm triệu chứ không có rẻ được chứ anh chị, và đang tiếp một cái người từ mẻo về nha, tiếp riêng nha cô chú anh chị. Và đây là những hình ảnh này thì cho chúng ta thấy là một cái điều, những gì ông này nói, những lời ông nói trước đó nó trở nên hai lời, và người tu đặc biệt là không bao giờ hai lời, và cũng như đặc biệt là không bao giờ có cái chuyện nói trước quên sau, đó là lương lẹo đó anh chị. Thì sau đây thì mời quý vị khán giả nghe những anh chị này giải cho mọi người nghe, và mọi người phải từ từ mà hết u mê nha. Bây giờ cô chú chị cứ đón xem, làm gì làm mình phải tôn trọng quê hương đất nước, những người đi trước, những ông mấy chú mấy bác, những vị lãnh đạo đã tìm cái con đường cứu nước được hòa bình, ngày hôm nay chúng ta được yên ổn ngồi chém chế yên ổn. Mình sao mình không nhớ đi, những chú bộ đội đi hàng 40-50 cây số quẩy ba lô ấy kìa, còn gấp đôi ổng này, chứ không phải ông quẩy nồi cơm ổng đi vậy đâu, người ta quẩy súng rồi quẩy đầy đủ tư trang mấy chục ký trên mình người ta đi kìa.
Đúng ra nếu mà nói về mà thành Phật, mấy chú bộ đội thành Phật hết luôn. Phật của chúng ta đó, đi đó, đi để gì? Đi để cứu đất nước chứ không phải đi để mà xin đi xin ăn như kiểu này, đúng không? Mọi người phải hỷ. Đó, Phật nè, Phật lại, Phật Bác Hồ đó, là Phật đó, chính xác đó, cứu cả đất nước của mình gánh trên vai. Chứ ông này ông cứu được ai, ông làm gì cho ai mà có những hình ảnh, những cái bọn nó xuyên tạc, nó ghép hình, nó so sánh với một vị lãnh tụ, đúng không? Đó, tụi bay thua rồi. Đất nước Việt Nam mình biết bao nhiêu mà thời mà những cái người đó người ta thành thánh, thánh thần mới là đúng, cứu đất nước. Còn ông này ông cứu ai? Cứu dân độ thế không? Đúng không? Ông cứu gia đình ông á, buôn bán kinh doanh là thôi chứ ông cứu ai? Ông tu nguyên cho ông, ông tu ông giúp được trai, đúng không? Đúng không? Tối ngày nó đi chống phá cúng dường, cúng này cúng kia, đúng không? Chống phá giáo hội lại, đúng không? Tụi bay thứ có này, sao không nói ông quan, sao không nói ông từ, sao không nói ông này kia? Cái đó có giáo hội, có nhà nước ta lo, tụi mày không có quyền. Ông thầy của mày chứ mới là tự do đó, tự do đi đó, lang thang đó, đúng không? Đó, bây giờ nói là muốn ấy thì ship của chồng bà bảnh đi gấp luôn ha. Tụi bay, tụi tao không, đây không có cần ông thầy của tụi bay. Ông thầy tụi bay là đời Mỹ nó đòi giải cứu gì đó, kêu ông đi bà bảnh ship ông gấp luôn, đúng không? Hỗ trợ ship ông gấp để cho khỏe chính quyền người ta. Thì rồi bây giờ mà mình sẽ cho mọi người nghe những anh chị này nói để cho mọi người hiểu u mê là sao, hết u mê nha. Rồi mời mọi người. Là đi dọc đường khất thực để đội đội mặc cái áo đó vào để đi xin tiền thôi, bởi không vì có trước đâu đây em xin cách lời anh Minh này nha, trước anh đây đi tận cũng đi cờ chơi bạc anh các đánh thứ. mic đi anh ơi, hơi ồn á, bên chỗ anh hơi ồn nhé. Em cách lời anh Thích Tuệ Minh nhá. À, cái này thì không phải là khi đầu ông muốn đi xuống đường để xin tiền vậy đâu, mà chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Bởi vì là bọn Việt Tân bắt đầu ông ấy nổi lên một cái là bên trang của bọn Việt Tân đã đăng ông Tú lên rất là nhiều. Và ông Thích Nguyên Tánh là sư phụ của ông Tú này cũng đăng lên, cũng có sự chuẩn bị những cái video mà mọi người quay lại ở trong nội bộ của họ quay lại chuẩn bị như thế nào là có sự chuẩn bị hết rồi nha. Chứ không phải là ngẫu nhiên đâu, cái này là có sự sắp xếp. Và những anh chị mà đang tôn sùng ông Tú ở dưới nghe này, nghe những gì ông Tú là một bậc chân tu đấy, là mọi người nó là kính trọng đúng không ạ? Có thầy, em hỏi các anh chị dưới đường like và những người yêu mến ông Tú nha, có một thầy tu nào đi tu mà giao giảng như thế này không? Rồi mời các anh chị nghe những câu nói của ông Tú nha. Nếu mà đất nước Việt Nam À, này không mà phải. từ bỏ đi tu gọi là đất nước, con đấy là đi như thế này rồi, khi mà chịu không nổi thì thường tìm tới thủ dâm. Dạ có ở hay thủ có dâm luôn hả? Ra này có thiệt luôn hả? Có nhiều vị có chứ, nhưng mà con đâu có nữa. Có nhiều vị có luôn. Có nhiều vị mình có mà ai mình có. nói, nhưng mà cái đấy hay là như mình đi rồi hay là nằm ngủ ngủ nó vẫn xuất tinh chẳng hạn. Dạ có chứ, người nam dục bình thường nhưng mà khi nó chưa khắc được. Em hỏi cái anh chị được, ông nào mà cái tình là muốn đấm vô mặt của mình Tú luôn. À, có ông nào mà xuất tinh ra rồi đi khoe với ông Tú không cả nhà? Đây là ông đang bịa chuyện là một thằng bịt bợp. Không có ông nào mà đi tu xuất tinh ra quần mà đi kể chuyện với ông Tú hết á. Rồi quay lưng đi nói như vậy cả. Em nói mày mắc cười lắm. Các anh chị như vậy mà vẫn còn u mê thì em không hiểu là ông chân tu ở chỗ nào. Nếu mà ông không nói câu này, ông nói hai lần nha cả nhà. Ông nói hai lần, rồi cái lần này nữa này. Anh chị nghe cái lần này ông nói với mắc cười nữa này. Nói chung là những cái lời mà ông nói á, em nếu mà ông nói một lần thì em còn nghĩ là chắc là ông này rất là có vấn đề, nhưng mà ông nói đến hai lần anh chị nhá, ông nói tới hai lần, em cho cái nhỏ xuống để em đưa cho anh chị nghe này. Nếu ông ấy là một người bình thường thôi thì em không nói, nhưng ông ấy là đang còn khoác trên mình gọi là cái áo thầy tu đi, ông tự giả tu nhá, chứ ông không phải là thầy tu. Em cũng nhắc lại cái đã, rồi các anh chị nghe tiếp này, nghe tiếp cái lời nói của ông ấy này. Có cái hưởng lạc ở trong á, là mình cứ đi thích, nhưng mà thì dâm dục cũng có cái sướng ở trong á. Có cái hưởng lạc ở trong á, là mình cứ đi thích, nhưng mà con nói thật với mọi người nha, với anh nha, con ngày xưa như mọi người nha, cứ lo tìm cái đấy không gặp cô nào cũng nhìn gã, với lại toàn thích cái ăn nhậu gã, với lại mua xe xây nhà. Nói chung là các anh chị thấy không, ông nói hai lần không phải một lần. Rồi có một người chân tu nào mà nói chuyện như vậy không? Và các anh chị cho em chỉ cho em cái nét đẹp của ông Tú này là một vị chân tu đi, chỉ cho em cái đi. Các anh chị là thần tượng của ông Tú đấy, comment đi ạ. Sao đâu hết rồi, em cho mọi người nghe tiếng, bây giờ đi đâu hết rồi?
Thanh Hà cho mình xin mic chút ạ. Vâng, mời bác. Cho em xin mic cái này nè. Và em thấy thì trước tiên là những cái gì mà chị Thanh Hà đi ra đấy, thì bây giờ máy đã thực hiện được rồi đấy. Thì cũng có như thế. Mình cũng trao đổi với bạn thích cái gì đó hồi nãy, có trao đổi tôi nghe bạn nói hình như kiến thức của bạn quá phiên bác ạ. Tôi chỉ trả lời với bạn vậy thôi, tôi không nói nhiều. Kiến thức của bạn phiên bác quá, mình tự ra tôi không thể nói nhiều về vấn đề chỗ này. Thì ở trên này chủ phòng Thanh Hà thì cũng đã biết những đoạn video đó bạn cũng phải nghe nó, thì tôi thấy kiến thức bạn phiên bác tôi không còn gì nói thêm nữa. Thôi mời Thanh Hà. Dạ cảm ơn bác nha. Nói chung là những cái câu nói của thầy của các bạn á, tôi không thể chấp nhận được là một người chân tu. Nếu như là người bình thường thì ok, tôi đâu có trách, bởi vì người bình thường chúng ta nói những câu này là bình thường. Tôi cũng là người bình thường, nhưng mà tôi nói tôi không thấy ngại. Có nghĩa là những người này thì họ không ý thức họ kém thì họ kể những chuyện này ra thì không sao. Nhưng mà tôi không nghĩ là một người là các anh chị đang tôn sùng là một bậc chân tu nhá. Ở đây tôi không nói là một người bình thường mà họ nói ra được những câu nói này, thì các anh chị phải hiểu là ông ấy phải là người như thế nào để các anh chị tôn sùng quỳ lạy. Đấy, anh chị thấy không, cái hình không, ông ngồi trên một cái ghế chỗ ông chị, ông cười một cái khía sảng khoái để một người người ta rất là lớn tuổi đi từ Mỹ về vái người ta như vậy. Các anh chị thấy không, có đáng không? Nhưng mà ông ấy vẫn cười mãn nguyện nha cả nhà. Các anh chị biết là ông ấy đang lừa dối chúng ta thì các anh chị né ra. Chúng ta thương yêu, không ai cấm, để trong tâm, để cho cơ quan và chính quyền chúng ta vào cuộc nó nhanh hơn. Cái chuyện này không đơn giản đâu các anh chị. Khi báo pháp luật đã lên tiếng thì chúng ta biết là đang điều tra, an ninh của chúng tôi đang điều tra. Các anh chị đừng đánh tráo khái niệm những người mà phản động này. Đánh tráo khái niệm đấy là công an đang bảo vệ ông Tú. Tôi nhắc lại một lần nữa, công an đang đi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc nha. Nhắc lại một lần nữa, làm nhiệm vụ, còn bảo vệ á là phải như chị Hằng á, thuê một dàn bảo vệ như vậy đấy, chứ công an không đi bảo vệ nhá. Nhắc lại cho các anh chị nghe như vậy, cái luận điều của các anh chị nói công an của chúng tôi đi bảo vệ là sai nha. Cho nên là các anh chị phải nhìn rõ vào sự việc, tại sao công an phải tập trung đến đó, căng mình 24/24 để bảo vệ cái gì, bảo vệ an ninh tổ quốc nha. Nghe rõ chưa? Chứ không phải bảo vệ một cái thằng đi ất ơ ngoài đường không hiểu gì hết. Các anh chị cứ luận điệu là bây giờ thầy tôi được công an bảo vệ đó thôi, đừng có luận điệu đó. Công an là để đi bắt tội phạm và đi bảo vệ tổ quốc. Những người, mỗi người đều có một cái công việc riêng, chứ không phải là các anh chị bảo nên là công an chúng tôi đi làm bảo vệ. Ủa, nhà nước chúng tôi lập ra một cái đội công an để đi làm bảo vệ hả các anh chị? Các anh chị nói chung là những cái luận điệu của các anh chị là xưa rồi. Nên là bọn Việt Tân mới nghĩ là công an chúng tôi đi làm bảo vệ để tụi mày nghĩ về đây để chống phá. Các anh chị phải nhớ là tuy chúng tôi không cùng quan điểm vậy đó, người đồng bào chúng tôi ai cũng ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, gia đình còn không cùng quan điểm. Nhưng khi đất nước mà chúng tôi bị xâm chiếm đi, các anh chị thấy rất đồng lòng luôn, và cùng nhau yêu nước, cùng nhau đứng lên nhá. Không phải chúng tôi không cùng quan điểm, thấy lên đây nói như thế này được các anh chị ở dưới là hào hứng, là mãn nguyện, thấy cái phòng live khác chửi nhau các anh chị thấy mãn nguyện không có nha. Ngon các anh chị cầm cờ ba sọc ra đường đi, rồi biết tay liền à, chứ đừng có núp lùm, rồi lôi kéo những bà con kém hiểu biết để về phe các anh chị, rồi chống phá một thành phần nhỏ trên mạng xã hội này. Em nói là em có bằng chứng và đầy đủ pháp lý để nói với các anh chị chứ em... cho tòa để nói tốt cho ông Tú, bởi vì biết em ở Gia Lai ở gần nhà ông Tú. Khi em không chịu thì các anh chị quay sang dọa dẫm em, quay lại phản bác và đánh sập nick em. Các anh chị chơi chị hèn hạ vậy, chơi cho đẹp đi coi. Nếu chúng ta là người dân Việt Nam đều là yêu nước cả, thì chúng ta phải biết là chúng ta phải nhớ về lịch sử và nhìn về phía trước, chứ không phải chúng ta cứ quên đi lịch sử để nhớ một cái thằng đi bộ bảo là cái luận điệu của tụi nó này. Em cảnh báo các anh chị nha, luận điệu của bọn Việt Tân này không ai làm được như ông Tú. Đây tôi dẫn chứng cho. Ở cái bà chỗ gần nhà tôi nhá, bà bị điên, bà đi tới 16 năm rồi, đi hơn ông Tú nữa, còn không được ăn như ông Tú đâu nha, không được ngủ như ông Tú đâu. Các anh chị phải hiểu rằng là chúng ta phải so sánh một cái người điên với ông Tú thì hợp lý. Còn bây giờ tôi sẽ nói về lịch sử, tôi không so sánh giữa ông Tú và lịch sử.
Ông cha ta hồi xưa sẽ dọc Trường Sơn đi vào Nam để giành chiến thắng, giành độc lập tự do chúng ta ngày hôm nay. Còn mang cả bom đạn, mang cả quân tư trang, đi bộ không có đường còn phải tự xẻ đường ra để đi nhá. Còn chưa tự hào, các anh chị không tôn sùng, sao các anh chị không nhớ những người đó để đi đến những cái nghĩa trang liệt sĩ, thắp cho người ta cây hương, quỳ lại người ta đi. Quỳ lại một cái thằng DSO ngoài đường, rồi nó đi nhồi sọ cho các anh chị để quên đi quá khứ, quên đi lịch sử, để nhớ cái thằng này để đi chống phá đất nước. Các anh chị thấy có xứng đáng không? Mình là người Việt Nam. Anh mượn mất tí ha, ha. Ở này giờ có ba bạn mình thấy comment này ha. Ơi, ở này giờ em cứ cho người ta hỏi lên phản biện, anh sẽ xin phép anh xuống. Anh cảm ơn tất cả mọi người. Thứ nhất là ở này cái nick nè, Lina Nguyễn nè, là một ha. Cái nick bạn Lina Nguyễn nè. Rồi bạn thêm một bạn nữa là bạn gì đây? Ở này Hăng ơi, Hăng ơi nick mới nè. À, là ở này là mấy bạn nếu mà muốn phản biện với lại chủ phòng với tất cả đi. Ví dụ như giờ mấy anh chị ở trên live thì mấy bạn cứ lên đi, lên phản biện ở này cho nó vui. Đó, để coi cái trí thức của mỗi người nó như thế nào. À, hiểu biết về ở này Phật Pháp. Anh này bạn nào muốn đó giờ có cái trong đó, bạn nào muốn phản biện thì cứ lên đi. Rồi, sau đây mời mọi người nghe cái bà này ha. Bà này bà nói nè. Thì mong rằng sau cái clip này thì ai ship cho ông nồi cơm á đi lang thang đi qua bển, qua bên Mẻo Gấp anh chị ha. Mời mọi người nghe. Một tí xíu mình sẽ chèn cái hình lên cho anh chị xem ha. Thưa quý vị, tôi có một ý kiến, tôi không biết làm sao. Kính thưa quý vị, tôi có một ý kiến, tôi không biết làm sao nhé. Tại sao chúng ta không bông xoa ngày Minh Tuệ sang sang Mỹ? Tôi là cái người xung phong trong cái danh sách mà bông xoa ngày Minh Tuệ sang Mỹ để cùng đứng đứng to như chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ còn nhiều vấn đề để mà hôn đúc cái chí phấn đấu đó, thì tự do dân chủ, qua cái video này thì mong là đây là điều mong muốn của hàng triệu người dân Việt Nam ha. Tôi chỉ có một chút đời nhỏ. Ông thích lang thang, cầm nồi cơm đi lang thang á, sang Mẻo đi Gấp đi anh chị ha. Thì để cho cơ quan chức năng, chính quyền có thời gian người ta đi giúp dân cũng như để phát triển đất nước ha. Đi sớm sớm đi cho người ta đỡ cực, thấy không? Chứ giờ ổng ở đây người ta cực quá, hàng ngày phải giữ ổng, thấy không? Đó, hồi nãy có như mọi người nghe không? Có nói là tụi nó nói là bây giờ ông thầy được cơ quan chức năng giữ. Cái đó không phải giữ, mà cái đó là không có việc bảo vệ gì chứ. Tụi bay đừng có bao giờ đánh cháo khái niệm bảo công an bảo vệ ông thầy. Công an nào mà bảo vệ ông thầy? Cơ quan chức năng người ta có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, đúng không? Khi mà có những đám đông chứ không phải rảnh mà đi bảo vệ ông thầy. Trời ơi, ông thầy mày là ai mà đi giữ? Ông đi lang thang ông làm gì đâu mà giữ? Giữ là giữ trật tự an toàn cho người dân, đúng không? Đừng bao giờ đánh cháo khái niệm cái điều đó, thấy không? Thì giờ theo mong ước của Mễ thì bây giờ mong rằng là cơ quan chức năng hỗ trợ cho ông thầy về Mễ Gấp đi để cho người dân ta khỏe, thấy không? Có nhiều người ta bình luận nè, kêu xuất khẩu ông nồi cơm qua Mỹ để chủ trì đám vô gia cư, rất là tuyệt vời nhất. Đó, tuyệt vời nhất luôn anh chị. Chuyến này thì nó đem ổng qua để mà cho những người u mê á. À, trời ơi, mướn bây giờ mà mọi người thấy không, cái câu chuyện mà chị Hà nó nói là rằng là khi mà đám đông của tụi nó thì gọi là người thương thật, còn bà Hằng á là khi mà có nhiều người đến là bà Hằng là mướn thê anh chị ha. Đó, thì tôi nói anh chị hãy tỉnh táo ha, đừng có u mê mù quáng thần tượng ai mà đến quá mức như vậy anh chị ha. Đừng thần tượng ai đến mức độ mà quá mức dễ bị ảnh hưởng, lợi dụng trước những âm mưu kích động của những bọn chống phá và phá hại đất nước. Mọi người nên tỉnh táo ở vấn đề này. Thì tôi để cho mọi người thấy rồi ha. Thì tiếp theo cho mọi người thấy một lần nữa tiếp theo. À, bây giờ nó cho nào là đem tiền đô qua phát luôn tại cốc luôn chị ha. Đem tiền đô qua tại phát tại cốc luôn. Đó rồi mọi người sẽ nói mấy bà này phát lén, đúng không? Phát lén thì bây giờ tôi sẽ mở cho anh chị xem tới cái clip clip này phát tiền tiền Việt nha. Đó, và trong đây là có ông Thịnh. Đó. Từ khi nào mà nơi cái nơi cốc trở nên là cái nơi có nhận tiền anh chị, đúng không?
từ đi nào. Đó anh chị, bây giờ mời cô chú anh chị tiếp tục coi ha. Đó bây giờ là công nghiệp rồi, công ty hóa rồi, bây giờ là hạnh đầu đà đầu gì, bây giờ thành hạnh công ty rồi cô chú anh chị. Ổng đâu có thích nhận tiền, và thậm chí những người bên cạnh ổng là em út ổng, đúng ra không nhận mới đúng, tại sao phải nhận tiền với cấp. Tôi nói thật thật với anh chị, cho dù mục đích nào đi chăng nữa thì đừng, đã nói tu không nhận tiền thì không có cái lý do gì để nhận tiền tại nơi này hết trơn. Cô chú chị giờ mời cô chú chị xem tiếp ha. Cha mẹ già rồi bận việc, lúc em cái đường đi mình đi không được, thôi sẵn dịp ở đây gặp Út Kiền ở đây, thay mặt cho toàn thể anh em cũng như các tâm những niệm của ngài để lại, thì thôi cho anh Bình xin bày gửi ra, để gửi ra hỗ trợ cho mọi người đó. Anh cả thay mặt xin cảm ơn anh Bình đã đọc cho em bao nhiêu tiền đấy ạ? Gửi tiền tại cốc luôn nha con gì, nhận tiền luôn ha. Bây giờ là hết là từ thiện, giờ tới nhận tiền ngay tại cốc luôn. Thì đó là những hình ảnh mà mọi người thấy không. Hồi xưa tại sao mà nơi đây không ai làm được thiện đi, từ khi có ông thầy từ thiện quá trời, mà đâu phải từ thiện của họ. Từ thiện của họ thì không ai có môi móc gì được anh chị ha. Từ thiện nếu mà thật sự của họ thì không có thể nào ai có thể môi móc được hết. Vì đây là cái câu chuyện là lợi dụng hình ảnh và để mà đi từ thiện thôi. Từ thiện phải của họ thì ai mà nói, từ thiện của người khác, đặc biệt ông thầy ông đâu có dính dấp gì với người tiền. Nhưng mà tại sao em ổng, hay là phải chăng đây là một hình ảnh diễn để cho những người xung quanh họ làm hay không, đúng không? Đó, nào là tiền, không có thằng nào gánh thời gian, bỏ thời gian đi làm không công ích hết trơn anh chị. Tụi nó phải có lợi ích, tụi nó mày làm chứ đâu có ai mà gánh đi. Tự nhiên tôi đang ở nhà buôn bán sướng, đi ra ngoài tới ngoài lũ ngoài đi làm từ thiện, không có đâu chị, không có chuyện đó đâu. Không, tiền xe thậm chí còn không tốn nữa, ăn còn không tốn nữa, thì được cái gì có cái lợi đó tụi đó thì mới là đi làm thôi chị, chứ không ai mà đi làm công không cho ai cả, đúng không? Mình phải nhận biết được cái vấn đề như vậy, đúng không? Đó cho nên là anh chị thấy không, ngày hôm nay là nào là bán đồ bán hàng tới nhận tiền tại cốc luôn rồi, thua rồi, đúng không? Thua rồi, tu dữ chưa? Đó, hết u mê chưa tụi bay? Tụi bay hết u mê chưa? Và bên cạnh đó có những con nhang mà gọi đang chụp lại khi bà Hằng nhắc đến ông Minh Tuệ đánh vào cái nồi cơm bát gạo của họ, ăn uống rồi buôn bán kinh ông Minh Tuệ, rồi áo rồi hình đủ loại hình anh chị, và đặc biệt là loại hình kêu gọi từ thiện thì không bao giờ gọi là có cái chuyện mà lỗi thời hết chị, nó luôn đỉnh anh chị. Từ cái thời nào cũng vậy, à, từ thiện là cái nghề nó khá là hot và tiền rất là nhiều, cho nên là khi bà Hằng phải động vào cái nồi cơm thì khá là dễ nhiều. Thì ở đây thì mình tiếp tục mình dẫn chứng cho anh chị xem về cái vấn đề những con nhang bên cạnh trục lợi ông nồi cơm điện nha. Mời quý vị, rồi mời quý vị khán giả xem ha. Cái thằng này nè, chuyên bắn hình và kinh nhang, thấy không? Và chuyên môn nói đạo lý. Thì trước khi mà cái câu chuyện thì mời mọi người sơ qua những cái gì mà nó buôn bán ra sao, rồi mình sẽ phân tích cho chị nghe ngay nè. Ngay nhìn mọi người biết rồi ha, biết ai rồi ha. Thằng này là thằng xạo nhất, xạo là xạo vô cùng, thấy không? Bất chấp buôn bán, bất chấp, thấy không? Miễn được lợi là thôi nha. Chứ thực chất là không yêu mến ông Minh Tuệ cái gì đâu. Tụi này là cái tụi lợi dụng nè. Nè, nghe nha, nói cái miệng cứ nói thôi là mọi người hiểu hiểu rồi. À, cái gì đó, ông thích Minh Tuệ, ai ông mời ông thích trời, phát tục 1.500, quá xúc động luôn rồi. Mọi người có thấy cái gì không? Nhiều người nghĩ cũng lạ, có tin vui, chia sẻ mạnh, trời, bỏ quá đẹp luôn, bỏ phó, quỳ lại ông, người ta bỏ chỉ với, buồn không? Thôi, tôi nghiệp với một nam mô chấn động, một sự thật, ở nhà, quá chấn động, với chuyện những ai anh ơi hãy công nhận lý do quá bất ngờ không. Rồi rõ ràng ủng hộ dữ chưa anh chị. Cái thằng này là thằng chuyên môn, nó lên nó lấy cái, nó nói chuyện là công kích người khác, nó lấy cái sai của người khác hay ai phản biện là nó lên nó đưa lên, à, nó đưa lên làm như nó là người tốt vậy, nó bảo vệ thầy hết mình luôn, à, xong rồi nó khuyên ta thôi cô chú anh chị ơi,
mình học thầy đi, mình phải học theo tính cách của thầy, đừng có sân si, tham sân si, đổ lầm gì hết trơn, nó chửi người ta phía trước, khúc sau cái nó khuyên ta nghe, đừng tham sân si nha. Đó, và nếu quý vị khán giả mà có muốn học theo thầy thì phải coi cuốn kinh này nè, đó, xong cái cuốn sách này nè, cái hình này nè, rồi bố nhang này nè, mọi người thấy không có video nào mà thiếu, nó thiếu cái sự quảng cáo trong đó. Nó làm cái ghê luôn, trời ơi trời, quá gấp quá gấp rồi, đừng nên làm vậy. Ô, tên này làm gì tấn công thầy này, phải bảo vệ thầy, quá trời quá đất rồi, quá trời quá đất luôn rồi. Rồi sau đó thôi cô chú anh chị cái gì phải học theo thầy, đức tính là bỏ tham sân si, nó trời nó táp như cá dồ vậy anh chị. Xong rồi cái nó khuyên đừng làm như vậy, hãy học theo thầy, bỏ tham sân si, nó làm lia lịa. Thôi cô chú chị, nếu mà được, nếu mà muốn tĩnh tâm mình được, mình phải mua làm cái cuốn kinh này nè, cuốn kinh này nè, ở nhà mà mọi người muốn ấy đút nhang này nè, nhang này nè, kinh này nè, hình này nè, để mà cho thầy độ. Mấy thằng sao anh chị, khi bà Hằng nói lên một cái tụi nó dãy đông đỏng hết trơn. Cô này, cô ơi, cô mà nói vậy con sẽ không theo cô, cô làm vậy không được rồi, trời, làm lia lịa chân trời, con không theo cô nữa. Có những thành phần fan như thế này thì nên tránh xa đi anh chị, nó sẽ quay xe, nó đá mình bất cứ lúc nào. Lỗi fan này nè, cáo Minh Tuệ sau này không được, mà Minh Tuệ mà có chuyện thì đá Minh Tuệ, nó theo một người khác thôi. Fan này là fan chính giữa nửa dời, fan mưa nắng thất thường anh chị đó, gió chiều nào nó xuôi thì đó thôi. Đó, miễn sao mà nó đi tới đâu nó ủng hộ ban nhang ban kinh là ok, làm lia lẻ cái ghê lắm chị. Đó là một cái thành phần này là tạo lên cho ông Minh Tệ cái sự công kích xung quanh ông đó, nó công kích thôi, nó công kích bán hàng thôi chứ thằng thức yêu mến gì, không, nó làm lia lịa trên cái gì, câu chuyện nào nó cũng lôi Minh Tệ ra. Và thật chất tôi nói Minh Tệ đang bị cuốn vào những cái loại fan như thế này. Trường khi ổng đi tu hay ẩn tu thì thôi, ổng xuất hiện thôi, xuất hiện là thôi, nó kéo ổng vào liên tục luôn. Đó là bên cạnh mọi người thấy chưa, bà Hằng vì sao mà tôi nói vậy, không phải là fan thật sự đâu. Và những người mà chửi bà Hằng là thật chứ, động vào nồi cơm chén cơm bát gạo, sự buôn bán hàng bị ảnh hưởng, cho nên tụi nó dậy lên vậy thôi. Đó là một thành phần nha anh chị. Còn mình nói thành phần mà gọi là từ thiện mà không thể nào gọi là bao không bao giờ hot được, mà hết hot được anh chị, đó là nghề từ thiện nha. Rồi cái nhân vật mà Đậu Thanh Tâm đó anh chị, Đậu Thanh Tâm là cái con nhỏ là khóc thê đó, khóc rồi ôi em bỏ hết thanh xuân của chị 40 mấy kênh và hết thanh xuân rồi, hết cái trí tuệ để mà ủng hộ chị, mà ngày hôm nay chị nhắc tới thầy Minh Tuệ. Rốt cuộc là sao, nó luôn đi theo những cái câu chuyện mà chen anh chị, để nó đến nhà nó kêu, nó quay người ta xong rồi nó kêu gọi từ thiện của chú chị, kêu gọi của chú chị ha, ghê không đó. Thì mọi người thấy không, ở đây chủ yếu là kêu gọi thôi. Đây bây giờ cho mọi người xem luôn ha, cái thành phần này là tôi nói với anh chị là chủ yếu là mục đích là lợi dụng người khác để kêu gọi trục lợi đó. Chị thấy không, quay cái câu chuyện gì mà bé học lớp 8 đến nhà người ta, nó quay xong rồi nó lên kêu gọi và bị phát hiện và người ta vạch mặt ngay tại chỗ luôn. Thì bây giờ mời mọi người đón xem nha. Tôi nói hãy hết u mê đi, những cái bọn này là những cái bọn được cho ủng hộ nhưng thực chất nó lợi dụng đó, là bộ ủng hộ để nó kêu gọi trục lợi từ thiện thôi chị nè. Mời chị ra đón xem ha. Cô Đậu Thanh Tâm à? Ôi cháu gì? Em không có quay, không có tập gì cả. Em chỉ đây mục đích là tốt đẹp chứ không phải mục đích để quay. Cô Yên, cô em không phải đến đây để mục đích là quay. Mà sao thế, nếu mà cô đúng mực thì cô không cần phải lách ăn điều gì cả. Bà ra đi nhờ người ta phải cảm ơn cô để mời cô về. Không, em không phải gì. Tao bảo vệ cô Đậu Thanh Tâm à? Đó, chị thấy chưa? Giờ tiếp theo nha. Rồi. Thưa chị hỏi Yên nhá, thì cái chị Trang Thỏ thì chị đến nhà mình đúng không? Thế hôm nay chị thấy chị Trang Thỏ ấy, chị đăng lên là em nhắn tin cho chị ý là bảo là nay em đi hàng đủ sáng một từ đấy. Thì là em nhắn tin là hay là chị Tâm bảo em nhắn thế. Thì những cái câu thoại đấy là em tự nhắn hay là có người nhắn cho em? Không, như vậy thì ai làm cho em? Chị Tâm đúng không?
Cái lộn nha tùm lum cho anh chị. Đó, từ thiện là cái món mồi béo bở chị, cãi lộn như một cái chợ, đi liên hệ đến hoàn cảnh nó đang hot trên mạng xã hội, đang được sự quan tâm, thì Đậu Thanh Tâm á, nó liên hệ đến cái phở bò để liên hệ gia đình em này và để quay kêu gọi, và sau đó là bị lật mặt anh chị, kêu gọi để trục lợi thôi. Và hai nhóm, thậm chí nói chung nhóm nào cũng có tốt của chị, cãi nhau giành nhau luôn về một cái cô bé 8 tuổi mà đang hot trên mạng anh chị, học lớp 8 á đó, thì lại quay là một cái miếng mồi để kêu gọi và liên hệ đến nhà quay giành nhau luôn, thấy không? Đậu Thanh Tâm này là chuyên kêu gọi từ thiện anh chị, bởi vậy đến ngày hôm nay bạn á, bà nói vậy được lợi cho ai? Để cho mọi người biết được đừng có vào cho tiền mấy cái tụi này ăn, không có khi nào cũng làm không đâu, nó làm vài triệu cũng ăn được mấy triệu trong đó đó. Giờ làm từ thiện nó lia lịa cái mỏ của nó, mọi người thấy không? Đó thì ngày hôm nay thì mọi người thấy như thế nào về cái vấn đề này đó? Đó thì cãi lộn đó, cãi lộn tùm lum tà la cho anh chị thấy không? Bè qua giờ gia đình ta phải kêu tháo clip đồ này nọ, mọi người có ghen không? Nhóm này tranh giành với nhóm kia, từ thiện vẫn ngon lắm đó, bởi vì làm từ thiện là món mồi béo bở mà chị đó. Thì đó cho mọi người thức tỉnh chưa, thức tỉnh chưa? Những người ủng hộ Minh Tuệ đó, những người ủng hộ Minh Tuệ đó, bán kinh bán sách bán đồ kêu gọi từ thiện đủ thứ, và thậm chí nó dính vào cái nhóm của vợ tân, bởi vì lên chửi gà gã đó, tiền mấy chút về làm từ thiện, đó là cái trá hình đó anh chị, cái hình thức trá hình của tụi nó đó. Đậu Thanh Tâm này nó vô bệnh viện quậy phá, mới bị hốt rồi mới đi ra đó anh chị, chuyên môn xuống đường kêu gọi, thấy không? Kêu gọi đợt trước phiên tòa chị Hằng nó đi kêu gọi đó, cơ quan chức năng lại nó la, nó kêu gọi đi xuống đường, đi lên quận nhất, kéo lên quận nhất thêm thằng củ mì củ tỏi gì nữa, thằng củ mì đó, tụi này là phải nên cảnh giác nha chị, thấy không? Thành phần mà mượn tên tuổi hình ảnh người ta, cái mác hình ảnh gọi ủng hộ, nhưng mà tụi nó lợi dụng hình ảnh đó để nó kêu gọi, nó làm riêng cho nó ăn tiền của mẹo, tiền của vợ tân đó cô chú anh chị, nên cảnh giác cái điều này. Cho nên anh chị phải xem và cũng như nên có những cái gì đó chọn lọc để tránh bị sự dẫn dắt lừa đảo của tụi này nha. Đó rồi, bây giờ em cũng xin chào mọi người, cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi nãy giờ. Mọi người nhớ chia sẻ và đặc biệt like, chia sẻ để cho đề xuất nha cô chú anh chị. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, em sẽ tiếp tục giải u mê liên tục cho mọi người đến khi nào mọi người thức tỉnh và thôi. Rồi xin chào, bye bye.